Chào mừng các em đến với khóa học tiếng Anh lớp 12 trên trang web olm.vn. Unit 6: Endangered Species. Writing. Trên màn hình, cô có, có hình ảnh của hai loài động vật. Kem hãy giúp cô trả lời các câu hỏi sau. Thứ nhất, tên của chúng là gì? Chúng ta có thể thấy hai loài động vật này ở Việt Nam không? Chúng ăn gì và chúng có phải là loài đang có nguy cơ tuyệt chủng hay không? rất chính xác ở bên tay trái chúng ta có loài cá voi xanh Blue whale. và ở bên tay phải là hình ảnh của loài rồng komodo, komodo dragon. thức ăn chủ yếu của cá voi xanh là giáp sắc nhỏ trong khi loài rồng komodo thì ăn thịt sách đỏ liệt kê cá voi xanh là loài nguy cấp endangered. và rồng komodo là loài sắp nguy cấp hay loài dễ bị tổn thương vulnerable. Như vậy, thông qua hoạt động khởi động này, Kem đã nắm được một số thông tin cơ bản về hai loài động vật đang bị đe dọa. Bây giờ, chúng ta sẽ đi vào nội dung chính của bài học để tìm hiểu sâu hơn về hai loài động vật này. Mục tiêu của tiết học ngày hôm nay đó là viết báo cáo về một loài động vật đang bị đe dọa. Quay trở lại với loài cá voi xanh và rồng Komodo, bây giờ kem sẽ được đọc các thông tin chi tiết về hai loài này trong khi đọc kem hãy phân loại thông tin trong mỗi hàng kem làm rất tốt hàng đầu tiên cho chúng ta thông tin về môi trường sống tự nhiên và địa điểm của hai loài này cụ thể dòng komodo được tìm thấy trong tự nhiên trên các hòn đảo ở indonesia chúng sống trên rừng trên bãi biển hoặc trên các đỉnh đồi Cá voi xanh thì sống trong vùng nước lạnh ở Bắc Cực và Nam Cực. Chúng di cư đến vùng biển nhiệt đới để sinh sản, thời gian lên đến 4 tháng. Hàng tiếp theo cho chúng ta thông tin về đặc điểm hình thể của hai loài. Dòng Komodo thì trông giống như một con cá sấu hoặc là con than lăn. Con đực trưởng thành có thể dài tới 3 mét và nặng 90 kg. Cá voi xanh là động vật có vú, mặc dù chúng trông giống như một con cá, Chúng dài 30 mét và nặng từ 150 đến 200 tấn. Hàng thứ ba cho chúng ta thông tin về chế độ ăn uống của hai loài này. Rồng Komodo thì ăn thịt, chúng ăn những con trâu lớn, nai, lợn hay thậm chí là những con rồng nhỏ hơn. Còn cá voi xanh chủ yếu ăn các loài giáp xác nhỏ. Hàng số 4 là thông tin về số lượng loài Dòng Komodo có 6.000 con sống tự nhiên ở Indonesia và số lượng loài thì đang giảm nhẹ. Cá voi xanh ước tính có khoảng 14.000 con, trong đó 10.000 con ở Nam Cực và 4.000 con ở Bắc Cực. Số lượng loài thì đang tăng. Và cuối cùng, hàng thứ năm là những thông tin về tình trạng bảo tồn của hai loài này. Dòng Komodo được xếp vào loài sắp nguy cấp hay loài dễ bị tổn thương. Nguyên nhân là nhiều con đực hơn con cái và con người thì không phải là mối đe dọa. Rồng Komodo được bảo vệ bởi các đạo luật chống săn bắt ở Indonesia và bởi 30 vườn thú và các công viên hoang dã khác bên ngoài Indonesia. Cá voi xanh được xếp vào loài nguy cấp. Chúng phải đối mặt với những đe dọa từ kẻ săn cá voi, ô nhiễm môi trường, va chạm với tàu thuyền và sự nóng lên toàn cầu. Tuy nhiên thì đã có nhiều kế hoạch khôi phục để phục hồi số lượng đàn. Đây chính là những thông tin mà các em sẽ sử dụng để viết báo cáo trong hoạt động sau. Đây cũng chính là nhiệm vụ chính của tiết writing ngày hôm nay. Viết báo cáo từ khoảng 150 đến 200 từ, miêu tả một trong hai loài mà chúng ta vừa mới tìm hiểu. À, đây là lần đầu tiên các em phải viết một báo cáo. Vậy trước tiên, chúng ta cùng tìm hiểu dạng văn bản này qua các câu hỏi sau. Thứ nhất, theo các em, một báo cáo thì thuộc thể loại văn bản nào? Và thứ hai, trong báo cáo thì chúng ta có đưa ra các quan điểm cá nhân hay không? Đúng rồi, một báo cáo sẽ thuộc dạng văn bản cung cấp thông tin. Nó sẽ mang tính chất khách quan. Bởi vậy, chúng ta không thể hiện quan điểm cá nhân hay cảm xúc trong loại văn bản này mà chúng ta sẽ chỉ viết những sự thật mà thôi. Bây giờ, cô trò chúng ta sẽ cùng thành lập dàn bài cho báo cáo. Dựa vào những thông tin đã có về loài rồng Komodo và cá voi xanh, chúng ta sẽ chia bài báo cáo thành 3 phần tương ứng với 3 đoạn. Đoạn 1, chúng ta sẽ nói về môi trường sống tự nhiên và địa điểm. Đoạn 2, viết về những đặc điểm hình thể và chế độ ăn uống. Thứ 3, số lượng loài và tình trạng bảo tồn. Thông tin thì chúng ta đã có sẵn rồi. Bây giờ các em hãy suy nghĩ về các cấu trúc cần dùng trong mỗi đoạn này. Các em làm rất tốt. Để nói về môi trường và địa điểm sống thì các em có thể sử dụng các cấu trúc rất quen thuộc như là they're found in, they live in. Để miêu tả đặc điểm hình thể, chúng ta có cấu trúc they look like, chúng trông giống. Chúng ta cũng đưa ra thông tin chi tiết về kích thước, they can measure cộng với chiều dài in length and weight cộng với cân nặng. Nói về chế độ ăn uống, kem chỉ cần sử dụng cấu trúc rất đơn giản, đó là they eat. Sang đến phần thứ ba, số lượng loài và tình trạng bảo tồn. Khi nói về số lượng loài, chúng ta có thể sử dụng cấu trúc they are about cộng với số lượng của loài. Chúng ta đưa ra lý do tại sao loài này lại bị đe dọa bằng từ nối because. Nói về tình trạng loài kem sử dụng cấu trúc. They are classified as. Chúng được phân loại. Sau khi đã có gian bài, các cấu trúc và thông tin cần thiết, kem tiến hành viết báo cáo về một trong hai loài mà chúng ta đã tìm hiểu. Kem cùng đọc bài mẫu và làm theo yêu cầu trong câu hỏi tương tác sau. như vậy qua bài học này kem đã nắm được cách viết một báo cáo về loài đang bị đe dọa bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi chào kem và hẹn gặp lại kem trong những bài học tiếp theo